Chào anh chị, nhiều gia chủ thi công hoàn thiện nội thất để tận hưởng không gian sống tại Aqua City. Trước những thông tin tích cực về hạ tầng và dự án, Aqua City chào đón tháng 4 với không khí nhộn nhịp hơn khi liên tục đón cư dân nhận nhà. Nhiều gia chủ gấp rút hoàn thiện nội thất để tận hưởng không gian sống xanh, giàu trải nghiệm tại đô thị. Tiếp đó, từng bước kiến tạo nên không gian sống như nghỉ dưỡng, điểm đến du lịch, vui chơi giải trí, ẩm thực bên sông hấp dẫn hàng đầu khu vực. Kính mời quý khách hàng và nhà đầu tư cùng xem những hình ảnh không khí thi công hoàn thiện nội thất của tân cư dân tại Aqua City. Quý khách có thể đăng ký tìm hiểu thông tin Aqua City hoặc cần làm nội thất đô thị sinh thái thông minh phía đông Hồ Chí Minh. Dự án được phát triển bởi tập đoàn Nova lên tại hotline 0907353547.